Nghe chào bà con nghe. Đây thì bà con GT 110 nè, là 11 ngựa đó bà con. 110 là 11 ngựa. 2400 vòng trên phút. Khá đẹp bà con ơi. Mới chắc thùng luôn 11 ngựa luôn. Biết lớn luôn nha, biết lớn dành cho anh em là chỉ oxy tôm cá là ok luôn nè. Biết lớn dành lớn chạy ra nhỏ rất là ok bà con ơi. Đó cái dòng máy mà con chỉ ra nhỏ, chỉ như bơm tôm, oxy tôm cá hay chỉ ra buôn bán nhỏ mà con nên xài biết lớn. Lớn nó sẽ nhỏ rất tốt, không bị ra khối, chạy rất là chuẩn, rất đẹp bà con ơi. Nó đã được bảo hành cho bà con năm nha. GT 110 mẫu rất đẹp, bắt mắt, rất là đẹp bà con. Alo, đúng rồi anh. Đúng rồi, 22 triệu. Dạ, của Thái Lan á. Dạ dạ, anh ở ngoài Phú Yên hay ở đâu? Hay Bình Định? Dạ. Nó không nhu cầu gì thì alo em. GT 110 rất đẹp, rất sơn, rất đẹp bà con ơi. Đèn đuốc rất là sắc sảo luôn nè. Đèn ni ông luôn nè. Rất là ok, mẫu rất là đẹp. Đây công tắc đèn nằm đây luôn. Đèn nằm đây. Có sạc điện thoại luôn bà con. Đây, coi diện tích này, thử tích nó. GT 110 2400 vòng trên phút. Diện tích xe lên là 598cc. Mẫu rất đẹp. Bảo hành 1 năm rồi con. Rất đẹp. Nó là bắt mắt luôn. GT 110 có nhu cầu alo là 0886356707.